Nhau như là một giọt nước cùng đi với dòng sông. Một giọt nước thì sẽ rất dễ bị mắc kẹt ở giữa đường và sẽ rất khó để đi ra tới đại dương mênh mông. Nhưng mà dòng sông thì có thể. Sức mạnh của dòng sông sẽ phá tan những trở ngại trên đoạn đường đi. Tuy có những lúc mình xuống tinh thần, năng lực của chúng ta trở nên yếu kém, thì chúng ta cũng vẫn tới đoàn thể, vẫn cứ ngồi yên đó, tin tưởng vào tình thương và sức mạnh của đoàn thể sẽ chở cho ta đi. Nhưng mà đó cũng chỉ là giai đoạn tạm thời thôi. Cuối cùng rồi thì mình cũng phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình là nhiều nhất. Chứ chúng ta không thể phó thác cho ai khác. Dù người kia rất thương mình, dù đoàn thể rất thương mình, nhưng mà họ không thể gánh chịu những cái nỗi khổ niềm đau hết của mình được. Cho nên khi người kia nâng đỡ, khi đoàn thể nâng đỡ mình, thì mình phải cố gắng để lấy lại sức, rồi sau đó mình lại tiếp tục đi trên đôi chân của mình. Mình phải siêng năng tu tập chuyển hóa những phiền não của chính mình, phải nương tựa vào chính mình, mình phải làm chủ lấy cuộc đời của mình. Và khi chúng ta lấy lại sức để đi tiếp, sau khi trải qua một trận giông bão, chúng ta mới thấm thía được cái giá trị nâng đỡ và thương yêu nó quý giá đến chừng nào. Nếu không có ánh mắt cảm thông đó, nếu không có câu hỏi han vỗ về đó, nếu không có bàn tay nâng đỡ đó, nếu không có thái độ lắng nghe và khuyên nhủ đó, nếu không có sự giúp đỡ tận tình đó, thì chắc gì giờ này mình có thể ngồi đây một cách an ổn được. Trong tỉnh táo và sâu sắc, mình thấy được mình có liên hệ rất chặt chẽ với mọi người. Có lúc ta cũng tự nghĩ, nếu không có họ thì mình sẽ ra sao? Ừ thì mình cũng sống được, mình cũng tồn tại được, nhưng mình sẽ trở thành một con người khác. Mình sẽ lận đận lao đao hơn, mình sẽ trở thành một con người ít hiểu biết và thương yêu hơn, một con người sống trong trầm cảm. Tại vì không thể chia sẻ tình cảm với ai khác, mà cũng không có ai khác chia sẻ tình cảm với mình. Một con người như là một cỗ máy vô tri, chỉ biết làm việc và hưởng thụ thôi, chứ không phải là một sinh vật linh thiêng mà đất trời đã ban tặng. Sống mà không thể thương yêu, hay là không được thương yêu, thì đâu còn là đời sống nữa, phải không quý vị? Thương yêu là một cái nhu yếu rất lớn của con người. Và tình thương không chỉ bó buộc trong liên hệ lứa đôi. Tình thương yêu là dành cho mỗi đối tượng có liên quan tới sự tồn tại của mình. Ai có liên quan tới mình? Có khi nào ta đưa bàn tay lên và tự hỏi, bàn tay này là của ai này? Hãy nhìn bằng chánh niệm, nhìn bằng nhận thức sáng tỏ, nhìn xuyên qua cái giá trị hữu hạn của hình tướng, thì bàn tay này tất nhiên là của ta rồi. Nhưng đó chỉ là cái nhìn tương đối, một sự biểu hiện tạm thời, chứ trong chiều sâu sự thật của nó thì bàn tay này của rất nhiều người, của rất nhiều điều kiện. Nó là một hợp thể, nó là một sự vay mượn. Bằng con mắt quán chiếu, ta sẽ thấy trong bàn tay này có sự đóng góp của cha mẹ ta, của ông bà nội ngoại, của dòng họ tổ tiên, tổ tiên huyết thống và cả tổ tiên tâm linh nữa. Tại vì bàn tay này không chỉ biết rửa chén, lau nhà, trồng hoa, nấu ăn, viết lách, chơi đàn, hội họa, thiết kế công trình, làm đủ mọi thứ, mà nó còn biết chắp tay cung kính lễ phép. Nó còn biết nâng đỡ và dìu dắt,
những kẻ yếu kém hay là những kẻ bất hạnh. Nó còn biết che chở và bảo vệ đồng loại của mình. Bàn tay này kỳ diệu lắm. Nó biết làm mọi thứ, tại vì nó được làm bởi rất nhiều thứ. Nó không phải là một cái gì đó biệt lập. Nó không thể đứng riêng một mình mà có thể tồn tại được. Nó phải duyên sinh, produced by causal conditions. Và chỉ khi nào anh tỉnh táo, anh sáng suốt, anh có nhìn lại, nhìn cho sâu sắc, thì anh mới thấy được cái sự thật này. Chứ mà phiền não của anh, bản ngã ích kỷ và sự dại dột của anh, nó sẽ sẵn sàng che khuất đi cái nhận thức đúng đắn này. Khi anh lấy được bằng cấp, khi anh kiếm được việc làm ổn định, khi anh bắt đầu kiếm được tiền, khi anh có được địa vị trong xã hội, khi anh làm nên một tác phẩm gì đó cho cuộc đời, thì anh sẽ tự hào và hãnh diện. Hãnh diện tức là nở mặt nở mày, nghĩa là anh đã phấn đấu hết mình để cuối cùng anh cũng làm được một việc gì đó hay ho ở trong trời đất này, không phụ lòng mong mỏi của gia đình và bao nhiêu người thân. Cho nên hãnh diện thì được, nhưng mà tự hào là sai. Tại vì anh hãy nhìn kỹ đi, có phải chỉ dựa vào mỗi tài năng và công lao khó nhọc của anh thôi mà anh đã làm nên được những cái chuyện hay ho như vậy không? Nếu không có cha mẹ cho anh cái hình hài này và cái giá trị đời sống tinh thần, nếu không có vòng tay ấm áp của gia đình, nếu không có những người bạn dễ dàng cảm thông và nâng đỡ, nếu không có nhà trường, văn hóa, kinh tế, chính trị, tôn giáo, nếu không có mặt trời, không khí, mưa thuận gió hòa, những cánh rừng xanh ngát, những cánh đồng lúa chín vàng, những con trâu với những chiếc cài, thì anh có thể tồn tại được, anh có thể làm được những chuyện hay ho như vậy không? Anh thật ra được tồn tại trong cái chỉnh thể của duyên sinh, có sự hợp tác giữa những điều kiện có cùng một tần số. Chứ anh không phải là một cái tôi riêng biệt, anh đừng có hiểu lầm. Khi anh nói chính tôi, myself, thì anh phải hiểu là anh đang đại diện cho một cái hợp thể mà anh đang cưu mang. Chứ anh không có cái gì đáng phải tự hào hay là kỳ thị ghét bỏ kẻ khác cả. Anh đừng bao giờ dại dột cho rằng anh không cần ai hết, anh muốn independence, tự lập. Tự lập hay là độc lập là nói cho vui thôi, là tương đối để mà nói, để chúng ta có ý thức trách nhiệm. Chứ bản chất thì không có cái gì là biệt lập cả. Nước Mỹ này cũng vậy. Nước Mỹ tuy không còn chiến tranh, không còn chế độ nô lệ, không còn bị áp bức bóc lột, không còn bị xâm lấn, nói chung là đất nước Mỹ có chủ quyền về mặt an ninh chính trị, hay là chủ quyền về mặt lãnh thổ quốc gia. Cho nên ta nói đất nước Mỹ này đã có nền độc lập. Độc lập đây là độc lập về chính trị, chứ còn văn hóa, về kinh tế, về xã hội vẫn phải giao lưu, vẫn phải liên kết với các quốc gia khác mới có thể tồn tại và phát triển được. Không ai đi dạy khờ tuyên bố là tôi là hay nhất, tôi là giỏi nhất, tôi là văn minh nhất, tôi là một cường quốc nhất. Tại vì dù muốn dù không gì thì cái mạng sống của anh nó cũng tùy thuộc vào những điều kiện khác, những điều kiện ở bên ngoài. Anh chỉ giữ được mạng của anh một phần thôi, phần còn lại nó không tùy thuộc vào sự kiểm soát của anh đâu. Và ngay cả nền an ninh chính trị của Mỹ có thật sự chỉ riêng nhờ vào quân đội hùng lực của Mỹ mà có thể giữ được an ninh không? Hay là cần phải có sự yểm trợ của các quốc gia khác, dù đó là những quốc gia không có ưa Mỹ, không dễ thương với Mỹ? Tại vì họ không dễ thương với mình, họ ghét mình, thì họ đem bom tấn công mình thì mình cũng mệt. Cho nên cái sự an nguy của đất nước Mỹ
Nó còn tùy thuộc vào rất rất nhiều điều kiện. Và một trong những điều kiện lớn nhất đó là thiên nhiên. Những năm vừa qua, thiên tai lũ lụt ở khắp nơi trên đất nước Mỹ, nó đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng và tài sản của công dân Mỹ. Thiên nhiên có power rất lớn đối với con người. Nếu con người không có dễ thương, con người sống thiếu trách nhiệm, chỉ biết hưởng thụ mà không có ý thức bảo vệ, chăm sóc giữ gìn, thì thiên nhiên sẽ trừng phạt. Đó, anh có dám nói là mạng sống là của riêng anh hay không? Anh không chỉ là cái hình hài này thôi, mà anh còn là những gì thuộc về bên ngoài nữa. Anh có liên kết rất chặt chẽ, anh có phụ thuộc vào vạn sự vạn vật. Cho nên những cái gì nó xảy ra cho anh thì nó sẽ xảy ra cho những cái gì ở ngoài anh, cũng như những gì nó xảy ra ở ngoài anh là nó cũng đồng thời xảy ra cho anh. Anh đừng có chạy trốn, anh không có chạy thoát được. Anh đừng tưởng là anh có thể sống một cách vô trách nhiệm được. Anh đừng tưởng là anh không cần ai mà anh có thể sống được. Một khi thiên nhiên lên tiếng, một khi những điều kiện bên ngoài thu gọn lại, những cái năng lượng an lành nuôi dưỡng anh hết phước, tức là sẽ chấm dứt những điều kiện may mắn, thì thử hỏi anh có thể sống được nữa hay không. Cho nên trong sự thật, anh phải nhớ rằng anh là một phần của thiên nhiên, anh là đứa con của trời đất này, không ngừng tiếp nhận sự nuôi dưỡng và bảo vệ. Chúng ta thường hay nói vui với nhau là hên xui, tức là may mắn và không may mắn. Khi nói như vậy là chúng ta đã ý thức rằng để thành tựu một cái việc gì đó, ngoài cái sự cố gắng hết lòng của bản thân ta, ta còn phải tùy thuộc vào rất rất nhiều điều kiện ở bên ngoài nữa. Ngày xưa hay nói là chúng ta muốn làm nên sự nghiệp, muốn làm nên một việc gì lớn thì phải hội đủ 3 điều kiện lớn: thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thiên thời là những điều kiện thuận lợi từ vũ trụ hay là từ những cái năng lượng an lành của tổ tiên chúng ta trao cho. Địa lợi là những điều kiện xã hội cho phép: chính trị, an ninh vững vàng, tình hình kinh tế ổn định. Còn nhân hòa tức là các mối quan hệ trong xã hội, bạn bè, những cái mối quan hệ đó rất là tốt đẹp, rất hanh thông, nghĩa là cái người ủng hộ mình nhiều hơn là cái người chống đối, thì chúng ta mới làm nên việc lớn được. Mà nếu hội tụ được 3 điều kiện này thì nói là mình hên. Cái hên này một phần là do mình tạo ra, một phần là do mình vay mượn ở bên ngoài. Khi mình nói hên xui, tức là mình đã không có kẹt nhiều vào cái ngã của mình nữa. Mình phá bỏ được cái ảo tưởng là muốn gì được nấy, buông bỏ được cái sự cố chấp, sự độc tài, biết tùy thuận và kính trọng hoàn cảnh, bớt đi thái độ mong cầu hay là chống đối. Và đó chính là ngõ vào của sự giải thoát phiền não và đi tới sự giác ngộ. Ngày hôm qua thiền thân chúng ta có cơ hội đi ngắm hoa anh đào ở Kenwood của tiểu bang Maryland. Hoa anh đào ở đó được trồng trong một cái khu nhà của những người giàu có, một cái khu khá yên tĩnh, cho nên là rất ít người biết tới. Chính vì vậy mà chúng ta có cơ hội được bước đi những bước chân thông thả và thưởng ngoạn một cách tùy ý. Mỗi năm thì chúng ta ngắm hoa anh đào ở Washington DC, và đây là lần đầu tiên để chúng được thưởng thức hoa anh đào trong một cái không gian ấm cúng và nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà không biết hoa anh đào ở Washington DC năm nay ra sao, có gì lạ không? Hoa anh đào ngoài đó có một vẻ đẹp quyến rũ khác, là hàng nghìn gốc hoa đào được trồng quanh một cái bờ hồ rộng mênh mông. Và nếu đi thiền hành ngắm hoa đào ở trên bờ hồ như vậy thì thú vị vô cùng.
Nhưng mà chiều hôm qua là nắng rất đẹp, khí hậu lại mát mẻ, thì tại sao không đi ra ngoài đó xem thử như thế nào? Nhưng mà một số người lo lắng, sợ rằng ngoài đó xe đông nghẹt, cho nên là không có dám đi, hoặc là lo lắng là sẽ không biết có chỗ đậu xe hay không. Thì lúc đó tôi mới nói là thôi kệ, hên xui đi. Thế là mọi người cùng đi, nghĩa là đi trong tinh thần rất là thảnh thơi. Đi chơi chung với nhau đã là vui lắm rồi, đã là hạnh phúc rồi. Có ngắm được hoa đào hay không nó cũng không quan trọng lắm, không có gì ghê gớm lắm. Được thì cũng vui, mà không được thì cũng vui. Và quả thật là ngoài đó nó kẹt xe. Cho nên là cứ chạy vòng vòng quanh bờ hồ, ngắm hoa đào từ xa thôi, chứ không có xuống được. Nghĩa là cái điều kiện ngắm hoa đào chưa cho phép. Dòng người đông nghịch họ đã ngăn chặn cái nhân duyên ngắm hoa đào của chúng ta. Chúng ta không thể cưỡng lại được, nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của mình. Cho nên cách tốt nhất là phải chấp nhận quay về. Và bằng cái tinh thần hên xui khi ngắm hoa đào như vậy, thì chúng ta sẽ thấy rất dễ chịu, không có bị áp lực nặng nề. Và suy nghiệm từ cái vấn đề bé nhỏ này, chúng ta sẽ thấy phần lớn những khổ đau mà chúng ta có là tại vì chúng ta có cái mong muốn, cái áp đặt nó nhiều quá. Chúng ta không ý thức hay là thiếu sự tôn trọng những cái điều kiện bên ngoài. Tất nhiên là chúng ta không có trông chờ, chúng ta cố làm hết sức mình. Nhưng mà nếu đã cố hết sức rồi mà nó vẫn không được, nó vẫn không thành, thì chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đó. Và những điều kiện thuận lợi nó có thể là đang trên đường đi tới thì sao? Hoặc cũng có thể là nó đang ách tắc ở đâu đó. Hoặc không chừng là mình đã cạn kiệt hết năng lượng rồi, hết những điều kiện may mắn rồi, mình phải tìm cách để mà gây dựng trở lại. Nhưng mà vì thiếu hiểu biết, thiếu chín chắn, cho nên khi sự việc không thành thì chúng ta hay có khuynh hướng là van xin cầu nguyện. Cầu nguyện tức là vay mượn á. Chúng ta phải biết là năng lực của sự cầu nguyện nó có thể xảy ra, hiệu ứng có thể xảy ra. Nhưng hãy nên nhớ rằng không phải đó là một cái năng lực ban bố của một đấng quyền năng tốt bụng nào. Khi chúng ta thiết lập sự cầu nguyện thì nếu hên á, tức là điều kiện nó hội đủ, phước báo chúng ta còn, thì những tốt đẹp, những năng lượng tốt đẹp của đất trời này sẽ đi tới giúp đỡ cho chúng ta vượt khó. Nhưng mà hãy nhớ đó vẫn là một sự vay mượn, chứ không phải là một sự cho không. Và đó là quy luật rất là công bằng. Vậy thì anh đừng có hí hửng khi sự cầu nguyện của anh đã được thành công. Anh đừng tưởng là anh đem cái nải chuối đó, anh đem cái vật thực đó dâng cúng là anh có thể trả nợ được. Đó là cái nghĩ cạn cờ của anh. Anh nợ mà anh không trả, hay trả không đúng cách, thì đất trời này sẽ đòi anh bằng cái cách đúng như đất trời đã cho anh mượn. Đất trời sẽ không tiếp tục trợ cấp những điều kiện thuận lợi cho anh nữa, mà có thể đất trời sẽ đưa tới những cái năng lượng bất lợi. Cái đó nó đi theo nguyên tắc nhân quả rất là rõ ràng. Và anh sẽ khốn đốn, anh sẽ lao đao, làm đâu thất bại đó. Cho nên một người có hiểu biết thì không ai cứ đi vay mượn kẻ khác hoài. Chỉ khi nào chúng ta quá yếu đuối, bản thân của chúng ta lúc đó không thể vượt ra khỏi cơn nguy khốn, thì chúng ta có thể van xin sự giúp đỡ. Chứ còn khỏe khoắn lành lặn như vậy mà cứ ngửa tay cầu nguyện, cứ tiếp tục van nài, thì quả là tham lam, quá là dại dột. Cứ cầu nguyện cho nhiều vào, hên xui, biết đâu ứng nghiệm thì sao? Tại vì cầu nguyện đâu có tốn nhiều tiền đâu, đâu có tốn nhiều công sức đâu,
đâu có khó như là tu thiền vậy. Làm như tài sản ở trong đất trời này là của không chủ, ai muốn lấy thì lấy. Cho nên nhiều người mang tiếng tu hành lâu năm mà không có hiểu biết gì hết, cứ dùng cách nghĩ rất là cạn cợt của mình, rồi cứ gia tăng sự cầu nguyện mỗi ngày. Nhưng mà mình có bao giờ cầu nguyện cho quốc thái dân an đâu, mình có bao giờ cầu nguyện cho người khác đâu, những người không có liên quan tới mình, những người không có đem tới quyền lợi cho mình có cầu nguyện cho họ đâu. Mình chỉ toàn là cầu nguyện cho những cái quyền lợi ích kỷ của mình thôi. Cho nên mình biến đạo Phật thành ra một cái chỗ nghi ngút khói hương của sự cầu nguyện, mình làm hư đạo Phật. Trong khi tu tập là gì? Là để đem tới hòa bình và tình thương cho mọi người. Tu tập là để hiến tặng, là để giúp đỡ, chứ không phải là để van xin. Anh đừng có nói là bây giờ anh chưa có giác ngộ nên anh chưa có giúp được. Không cần. Anh có thể làm được cái gì thì anh cứ làm. Và đôi khi người ta không có cần tới sự giác ngộ của anh nữa, người ta chỉ cần anh có một tấm lòng nhân hậu, một sự cởi mở, dễ chịu, một thái độ nhẹ nhàng, trầm tĩnh, thế là đủ. Cho nên cái hành động trân quý và nuôi dưỡng những cái điều kiện bên ngoài, đó chính là thái độ tạ ơn. Chúng ta có từ cảm ơn. Cảm ơn chứ không phải là cảm ơn nha. Cảm ơn là đọc trại đi thôi. Tức là cái ơn đó đã làm cho mình rung động và mình khắc ghi trong lòng. Còn cái từ biết ơn hay là tri ơn, tri ơn hay là tri ân á, là mình ý thức là mình có nương nhờ vào cái đối tượng đó, cho nên mình mới thành tựu được cái việc như vậy. Và lúc nào mình cũng nhớ đến hết. Còn cái từ mang ơn thì nó có tính chất nhấn mạnh hơn, tức là mình sẽ ghi nhớ và mang theo bên mình chứ không bao giờ dám quên. Và còn một chữ nữa đó là tạ ơn, tức là đền ơn. Nó là một hành động cụ thể đền đáp công ơn của đối tượng kia. Thật ra cái chữ tạ mà người Trung Hoa dùng nó cũng chỉ có nghĩa là cảm ơn thôi. Tạ tạ hay là đa tạ. Nhưng mà chúng ta dùng cái chữ này có ý nghĩa sâu sắc hơn, là có một cái ý thức quyết tâm muốn làm một cái điều gì đó để thể hiện lòng biết ơn của mình. Cho nên cái chữ tạ ơn rất hay. Tạ ơn trước hết là một cái hành động có hiểu biết. Chúng ta ý thức được dòng sinh mệnh của mình có gắn liền với mọi điều kiện ở bên ngoài, nhất là những đối tượng mà chúng ta đang tiếp xúc mỗi ngày. Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc, giữ gìn. Mà đó không còn là trách nhiệm nữa, đó không còn là bổn phận nữa, đó là quyền lợi của anh. Anh không biết chế tác ra cái năng lượng đó để mà thừa hưởng thì anh chịu thiệt thòi thôi. Tại vì chỉ khi anh mới vừa phát khởi ra cái ý niệm biết ơn hay là muốn trả ơn thì nó đã biến thành một cái nguồn năng lượng rất là an lành, và nó có khả năng xoa dịu và hóa giải được những cái năng lượng độc hại ở trong tâm hồn của anh. Huống chi khi anh có thể biến nó thành một cái lời nói hay là một cái hành động cụ thể hướng tới người kia, thì nó có thể sâu kết với những cái năng lượng tốt đẹp đang chờ sẵn trong cái môi trường này, trong cái vũ trụ này, để trả về anh một cái hiệu ứng, một kết quả tốt đẹp trong tương lai, cho dù anh có muốn hay là anh không muốn. Tại vì đó là cái quy luật tự nhiên. Cho nên hành động tạ ơn là một hành động rất là khôn ngoan. Và nếu lúc nào anh cũng sống trong cái năng lượng biết ơn thì con người của anh nó sẽ trở nên quân bình,
và buông xả. Anh không còn quá nhiều sự đòi hỏi hay là cố chấp nữa. Tại vì anh đã ý thức được cái mình đang có và cái mình đang mong muốn ở trong tương lai, nó còn tùy thuộc vào nhân duyên thích ứng ở bên ngoài nữa. Thay vì cứ lo cho sự hưởng thụ của ích kỷ cá nhân mình, cứ đi tìm sự thỏa mãn, thì anh hãy chăm sóc và nuôi dưỡng những cái đối tượng mà anh cho rằng anh đã biết ơn. Đừng có đợi đến khi người ta làm cái gì đó cho mình không công, đừng có đợi đến khi người ta tặng cho mình món quà thì mình mới mở lời cảm ơn. Cái đó rất là quê. Có những cái ơn chúng ta không thể trả một lần mà hết được. Có những cái ơn chúng ta không thể nào dùng tiền bạc hay là sức lực mà có thể trả được. Trong quá khứ chúng ta đã từng sòng phẳng, nhưng mà sự thật không bao giờ có sự sòng phẳng. Chúng ta vẫn luôn là con nợ của mọi người, của đất trời này. Anh nghĩ kỹ đi, có phải như vậy hay không? Không có cái gì là sòng phẳng cả. Có thể anh đang lao đao lận đận tại vì trong quá khứ anh thọ hưởng nhiều quá mà anh không có chịu đền trả. Nhưng mà nhiều đối tượng quá thì làm sao chúng ta trả hết quý vị? Chính cái thái độ biết ơn. Mỗi khi chúng ta tiếp xúc với bất kỳ một đối tượng nào mà chúng ta thấy được ân tình của đối tượng đó dành cho ta, là cách trả ơn hữu hiệu nhất, là cách đền trả hữu hiệu nhất. Trước hết là con người, sau đó là vạn vật. Nghĩa là khi anh bắt đầu ý thức được mình không phải là một cái ngã riêng biệt, mình đang nương nhờ vào rất nhiều điều kiện, cho nên mình cần phải có một cái thái độ trân quý và biết ơn, thì khi đó cái niềm tự hào, cái niềm kiêu ngạo trong anh nó bị dập tắt, và thay vào đó là một cái nguồn năng lượng an lành từ trong chiều sâu của tâm thức nó tuôn chảy ra. Và đó cũng chính là cơ hội cho cái tâm từ trong anh nó được thoát thai. Một người sống mà không có ý thức biết ơn hay là hành động tạ ơn bất kỳ ai thì đó là một con người rất là nguy hiểm. Họ có thể làm bất cứ điều gì theo cái bản ngã điên cuồng của họ. Đó là một kẻ không có bình an và hạnh phúc. Kẻ không bao giờ có thể thành công được, mà nếu có thành công thì cũng sẽ mau chóng bị sụp đổ. Nhưng mà đời sống chúng ta bận rộn quá, cho nên chúng ta cũng dễ dàng chìm đắm trong lãng quên. Tâm tư chúng ta thường luyến tiếc quá khứ hay là tơ tưởng tới tương lai, mà không có tiếp xúc được với những cái gì nó xảy ra trong hiện tại để chúng ta thấy được cái giá trị màu nhiệm của chúng. Mà cuộc đời thì dâng tặng cho chúng ta rất nhiều những tặng phẩm một cách không có điều kiện, unconditions. Nhưng mà chúng ta không có biết cách đón nhận. Chúng ta chỉ biết đuổi theo những gì nó đem tới những cái cảm xúc thỏa mãn trong nhất thời, những đam mê, những tham vọng. Và đó là lối sống thiếu tỉnh thức, lối sống rất là cằn cợt của hầu hết chúng ta. Và chỉ khi nào chúng ta có được cái năng lượng chánh niệm, right mindfulness energy, thì chúng ta mới có thể luôn luôn có mặt ở trong thực tại, có mặt một cách đích thực bằng một thái độ rất là đúng đắn, để chúng ta nhận chân được giá trị đích thực của từng sự vật, từng sự việc ở trong thực tại, để chúng ta hết lòng trân quý và tỏ lòng biết ơn. Thí dụ như khi chúng ta mở vòi nước lên, chúng ta hãy tự đặt câu hỏi là nước từ đâu tới đây mà giúp cho chúng ta quá nhiều như vậy. Một ngày mà không có nước thì chúng ta sẽ sinh hoạt ra sao? Vậy thì khi chúng ta tiếp xúc với nước, chúng ta đừng có để tâm của mình lang thang dông ruổi chạy đây chạy đó. Chúng ta hãy nâng niu dòng nước ở trong lòng bàn tay và khắc ghi thật sâu ân tình của nước luôn đong đầy cho ta. Và chúng ta không chỉ dặn lòng, lòng dặn lòng, đừng có bao giờ sống trong thái độ vô ơn đối với nước, mà còn đối với tất cả những đối tượng mà
Những đối tượng đó đang từng giờ từng phút nuôi dưỡng ta, góp phần tạo nên đời sống của ta. Quý vị hãy nghe lại bài thi kệ này. Đi dòng nước nhiệm màu, từ mạch nguồn cao sâu, dặn lòng khi tiếp nhận, ơn nghĩa giữ bền lâu. Khi bưng chén cơm lên, ta cũng tự nhủ: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Tổ tiên của chúng ta đã dạy chúng ta như vậy. Cho dù chúng ta có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, chúng ta có thể mua được chén cơm đó, nhưng không bao giờ chúng ta có thể được quyền ăn chén cơm đó trong một cái thái độ không biết ơn. Hãy nhìn vào chén cơm của anh đi, nhìn cho sâu sắc, nhìn bằng con mắt vô tướng, formless, thì anh sẽ thấy trên đó những cánh đồng lúa sẽ hiện ra, những nương khoai vàng đầu luống cà sẽ hiện ra. Anh có thấy trong đó những người nông phu đang rất vất vả, mồ hôi đầm đìa? Anh có thấy những bà mẹ còng lưng nhưng mà phải gánh từng gánh lúa đem phơi, rồi đem giã, đem chà để có những hạt gạo trắng tinh? Những người nông dân đó chưa bao giờ được ăn những cái hạt gạo thơm dẻo như là anh đang ăn đâu. Họ phải đem đi bán, phải đem đi xuất khẩu ra nước ngoài, tại vì họ nghèo quá. Họ không bao giờ được hưởng thành quả của họ một cách xứng đáng cả. Anh có tiền, nhưng mà có phải anh đang nương nhờ vào một cái nền kinh tế hưng thịnh của Mỹ, hay là chỉ do chính bàn tay của anh làm ra cái số tiền đó? Vậy thì anh phải ăn chén cơm này trong một cái tinh thần như thế nào, để anh biết rằng bao nhiêu đồng tiền đó thì không đủ trả hết cho những công lao khó nhọc, cũng bao nhiêu điều kiện đang giang tay góp sức nuôi dưỡng anh, kể cả người nấu nướng ra thức ăn hôm nay, hay là những điều kiện mưa gió thuận hòa của đất trời nữa. Và chỉ có cách là anh nên ăn trong im lặng, đừng có nói chuyện lung tung trên bàn ăn, đừng có suy nghĩ vẩn vơ, đừng bàn công việc ở đây. Anh hãy nhai cho kỹ, hãy cảm nhận vị ngon của từng miếng thức ăn. Và nếu có thể, anh hãy để ý tới cái thái độ của mình trong khi ăn, xem cái mình có lòng biết ơn ai đã làm ra thực phẩm này, hay là chỉ biết chọn lựa thức ăn theo cái tính tham của mình thôi. Và anh hãy nhớ rằng trên thế giới có rất nhiều trẻ em chết đói mỗi ngày. Anh hãy ăn giùm cho họ, ăn trong thái độ biết ơn là cách tốt nhất để anh không mắc nợ hay là phụ lòng kẻ khác. Nếu ta có chánh niệm, có một đời sống tỉnh thức, thì nhìn đâu đâu ta cũng có thể thấy được những ân tình đang không ngừng tiếp dưỡng cho mình. Anh đừng có nói là làm như vậy thì nó phiền toái quá, tại vì cuộc sống có biết bao nhiêu điều phải làm, hơi sức đâu mà lúc nào mình cũng phải khắc ghi, lúc nào mình cũng phải tâm niệm về cái lòng biết ơn. Đâu cần lúc nào anh cũng phải làm như vậy. Và tôi cũng đoán là không bao giờ anh làm được như vậy thường xuyên đâu. Nếu như anh không có một chánh niệm vững vàng, mà có chánh niệm vững vàng thì anh sẽ biết anh nên làm cái gì và không nên làm cái gì để cho anh có bình an và có hạnh phúc. Anh đang bận rộn để đeo đuổi hay là xây dựng một cái gì? Có phải lại là quyền lợi cho riêng anh không? Hay là anh đang làm công ích cho xã hội, cho đoàn thể? Tất nhiên là anh có quyền làm bất cứ điều gì anh muốn. Nhưng mà tôi cũng xin cảnh báo cho anh biết, nếu anh chỉ khư khư lo cho bản thân mình thôi, anh không biết vun bồi những điều kiện chung quanh anh, anh không có thể hiện lòng biết ơn đối với ai, thì anh sẽ không thể tồn tại lâu dài. Đó là một sự thật, một quy luật nhân quả rất tự nhiên
chứ không phải là tôi hăm dọa anh đâu. Và ngay cả khi anh giúp cho người khác một điều gì, nếu như anh là một người có hiểu biết sâu sắc, anh sẽ không cần chờ đợi người kia phải đáp trả lại. Đáp trả lại hay không là chuyện của người đó, anh đừng có mong cầu. Tại vì đây chỉ là một việc làm nhỏ nhoi, là một cơ hội để anh hồi đáp lại ơn đời, ơn người. Nó chẳng là gì so với những gì quá lớn lao mà anh đã, đang và sẽ vẫn còn tiếp nhận trong tương lai từ trời đất này. Và trái lại, anh còn phải nên biết ơn người đó đã tạo cho anh có một cơ hội để anh làm được một cái điều gì đó cho kẻ khác, vung bồi được những cái điều kiện chung quanh anh, thay vì anh cứ đắm chìm vào trong những công việc có tính chất ích kỷ riêng tư của anh thôi. Thấy được như vậy, hiểu được như vậy và làm được như vậy thì anh sẽ thấy rất là nhẹ nhàng. Anh sẽ thấy đời sống của mình thật là cân đối và có ý nghĩa vô cùng. Và cái ý niệm mạnh được yếu thua là một ý niệm rất là sai lầm. Chúng ta đều là công dân của vũ trụ này, cho nên tất cả chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn hành tinh này, cùng yêu thương nhau để cùng giữ gìn mạng sống cho nhau. Bây giờ người ta cũng hay dễ dàng nói ra lời cảm ơn, thank you. Nhưng mà phần lớn là để chứng tỏ cái thái độ lịch sự của mình thôi, để người kia đánh giá cao về mình. Chứ mình không có thực sự thấy được cái việc làm kia là điều mà mình phải biết ơn và mang ơn. Khi thật sự biết ơn ai, chúng ta cũng không cần phải thông báo cho người kia biết liền, mà hãy để lòng biết ơn ấy nó lớn dần ở trong ta. Nếu được thì chúng ta hãy ngồi xuống hay là nằm xuống, để cho cái lòng biết ơn nó thấm sâu vào trong cái xương thịt của mình, để chúng ta đừng có bao giờ vì một cái cơn cảm xúc nhất thời mà mình phủ nhận hay là quên đi những cái ân tình cao đẹp đó. Và khi mình thấy rằng mình cần phải nói cho người kia biết là mình đang rất là biết ơn họ, để cho họ có hạnh phúc hơn, để cho liên hệ đôi bên được tốt đẹp hơn, thì chúng ta cứ nói. Nhưng mà chúng ta cũng phải coi chừng cái cảm xúc của mình. Đôi khi chúng ta dễ dàng nói ra được những lời cảm ơn hay nói một cách thái quá đó, là vì cái cảm hứng nhất thời, chứ không phải là lời nói từ cái đáy lòng của mình. Điều này cũng rất là dễ biết, tại vì một thời gian ngắn sau thì mình bỗng thấy hối tiếc vì mình đã lỡ lời. Ở bên Mỹ có ngày Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn. Đáng lẽ ra ngày nào cũng là ngày tạ ơn cả, nếu chúng ta sống trong tỉnh thức. Nhưng mà vì đời sống, như chúng ta đã biết đó, luôn luôn quay cuồng, cho nên chúng ta dường như là lãng quên rất nhiều giá trị màu nhiệm chung quanh ta. Vì vậy mà người ta chọn ra một ngày cốt ý là để chúng ta có ít nhất có một ngày sống sâu sắc trong tinh thần biết ơn. Có còn hơn không. Nhưng mà bây giờ người ta sử dụng cái ngày lễ tạ ơn không còn ý nghĩa như là ngày xưa nữa. Nhân cái cơ hội được nghỉ lễ, họ đi vacation, đi shopping, đi sắm sửa quà cáp rình rang để mà tặng nhau, coi như là trả nợ chấm dứt nợ nần với nhau qua những cái món quà tạ ơn như vậy. Nhân danh tạ ơn thôi, chứ thật sự là không có biết ơn gì cả. Rồi tổ chức tiệc tùng linh đình thì những người ở xa cũng nhân cơ hội này được về thăm gia đình, nhưng mà phần lớn rồi cũng lao vào trong tiệc tùng ăn uống thỏa thích, chứ có mấy ai dành ra thời gian để sống, để thể hiện cái tinh thần biết ơn nhau. Và cái ý nghĩa tạ ơn nó không còn nữa. Người Việt Nam chúng ta chưa có ngày lễ tạ ơn chính thức, để chúng ta có một cơ hội, có một ngày để mà tạ ơn mỗi cái đối tượng
chung quanh ta. Thì tôi thấy ngày mùng 10 tháng 3 rất hay. Đó là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Ngày chúng ta tưởng niệm những vị đã khai thiên lập địa, dựng nên đất nước Việt Nam hùng cường ngày hôm nay, và nuôi nấng nên những con người Việt Nam tài giỏi ở khắp nơi trên thế giới. Thì chúng ta có thể thêm vào đó cái ý nghĩa tạ ơn những cái bậc tiền nhân trong quá khứ và các ân nhân của chúng ta trong hiện tại. Thì như vậy sau này chúng ta có thể coi cái ngày Giỗ Tổ chính là ngày lễ tạ ơn của dân tộc Việt Nam. Thì đề nghị vậy thôi. Chứ còn được chính thức chấp nhận hay không, được chính thức chấp nhận bởi cộng đồng người Việt, thì phải chờ thêm một thời gian khá dài nữa. Nhưng mà năm nay ở Việt Nam có thiền thân Mai Anh Đào, ở Canada có đoàn thể tu học Hoa Hướng Dương, ở bên Anh có đoàn thể tu học Rừng Thiền cùng với thiền thân Hoa Anh Đào ở Hoa Kỳ tổ chức lễ tạ ơn theo nghi thức nhà thiền rất là giản dị. Thì ngày hôm đó chúng ta mặc y phục chỉnh tề đến trước bàn thờ tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. Chúng ta lại ba lạy và khấn nguyện là chúng con luôn ý thức rằng cây có cội, nước có nguồn. Chúng con có được như ngày hôm nay cũng nhờ vào tình thương của liệt vị. Vì vậy chúng con nguyện sống sao cho thật xứng đáng với tình thương đó, sẽ hòa hợp và hết lòng nâng đỡ nhau, không bao giờ làm khổ nhau như là trong quá khứ chúng con đã từng có những cái nhận thức sai lầm, nhiều cái hành vi dại dột. Và chúng ta có thể đến trước ông bà hay là cha mẹ còn sanh tiền, chúng ta hãy quỳ xuống chắp tay kính cẩn thưa là: thưa cha, con xin tạ ơn cha, người đã sinh ra và cho con cái hình hài lành lặn và tốt đẹp này. Cha đã soi đường chỉ lối cho con trong những lúc con gặp phải những khó khăn hay là những lận đận trong cuộc đời. Mẹ ơi, con luôn ý thức rằng tình thương mẹ cho con là vô bờ bến. Con biết là con không bao giờ có thể đền đáp cho trọn cái thâm ân này, nhưng mà con cũng xin được nói lên niềm biết ơn vô hạn của con trong ngày hôm nay. Và mình cũng có thể nói với anh của mình, với chị và với em của mình: thưa anh, em rất biết ơn anh đã là một người anh rất tốt của em. Mặc dù có những lúc hai anh em mình bất hòa với nhau, nhưng mà anh vẫn là một người anh độ lượng, luôn sẵn sàng nhường cho em những gì tốt đẹp nhất. Chị ơi, nhờ có bàn tay ân cần của chị mà nhà cửa lúc nào cũng tươm tất. Căn nhà này nếu thiếu đi bàn tay của chị thì em không thể tưởng tượng nó sẽ ra sao. Em xin cảm ơn về tất cả những gì chị đã làm cho em và cho gia đình mình. Hay là: em ơi, chị cũng thật sự rất là biết ơn em. Em đã là một đứa em rất là dễ thương của chị. Dù có những lúc em rất là nghịch ngợm, nhưng chị vẫn thấy em là một phần trong nguồn sống của chị. Nhờ có nụ cười hồn nhiên của em mà chị có thể quên đi những cái nhọc nhằn khó khăn trong đời sống. Và vợ cũng có thể nói với chồng, hay là chồng cũng có thể nói với vợ. Thí dụ như là: thưa anh, hôm nay em muốn nói lên lòng biết ơn sâu sắc của em về những gì mà anh đã đem đến cuộc đời em. Cảm ơn anh về những lần anh đã mở lòng bao dung tha thứ cho những vụng về lầm lỡ của em. Hay là: em yêu dấu, tạ ơn em đã đi vào cuộc đời của anh, đã làm cho cuộc đời anh thêm nhiều ý nghĩa. Anh rất biết ơn về những bữa cơm thật ngon của em, hay là những bộ đồ mà em xếp rất ngăn nắp cho anh. Kể cả những lần anh đi về muộn mà em vẫn ngồi đó chờ anh về để ăn cơm chung, anh rất là cảm động. Trong tận đáy lòng luôn rất là biết ơn em. Và nhân viên cũng có thể tạ ơn sếp, hay là sếp cũng có thể tạ ơn nhân viên. Học trò có thể tạ ơn thầy cô giáo, mà thầy cô giáo cũng có thể tạ ơn học trò. Gặp một người phu quét đường hay là một anh nhân viên bảo vệ, ta cũng có thể nói lên lòng biết ơn của mình. Và ngay cả với những kẻ đã từng làm khổ ta, làm cuộc đời ta điêu đứng,
Nhưng mà nhờ vào điều kiện đó mà ta mới cố gắng vươn lên vững vàng và thành đạt như là ngày hôm nay. Cho nên ta cảm ơn họ, không phải là ta xác nhận là họ đã làm đúng, mà ta chỉ nói lên cái điều kiện khó khăn mà họ đã đem tới cho ta. Ta đã biến nó thành một cái điều kiện thuận lợi để làm nên cuộc đời tươi đẹp hôm nay của mình. Vậy thì nếu ta có bản lĩnh làm được như vậy thì thế nào bên kia cũng nhìn lại, cũng hối hận, cũng chuyển hóa. Và như vậy thì ngày lễ tạ ơn trở thành một cái ngày hóa giải những oan khiên, những mối hận thù. Đó là ngày mà người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới được sống trong tinh thần thương yêu thật sự của giống nòi. Và ta chỉ cần nói với đối tượng kia một cái câu ngắn gọn là ta xin được tạ ơn họ, và kèm theo một cái lý do gì đó tại sao ta lại tạ ơn, thật là xúc tích, thật là ngắn gọn. Thì muốn được như vậy thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị kỹ trước, trước khi chúng ta mở lời, để khi nói ra là làm cho người kia có hạnh phúc liền, và ta cũng có được hạnh phúc nữa. Và có thể chúng ta kèm theo một cái đóa hoa hồng rose, một đóa hoa tươi thắm. Tại vì hoa hồng thường biểu tượng cho tình cảm thương yêu, nhưng mà hoa hồng đỏ thì đã sử dụng cho tình yêu lứa đôi rồi, thì chúng ta có thể chọn hoa hồng màu vàng để nói lên tình cảm đông đầy và tỏa sáng. Hãy tưởng tượng nếu người Việt Nam mình có một ngày sống trong cái tinh thần biết ơn như vậy, trong năng lượng biết ơn như vậy, cùng thực tập một cái nghi lễ tạ ơn đơn giản như vậy, thì chúng ta sẽ tạo cho giống nòi mình một cái nguồn sinh lực rất là vĩ đại, và nó sẽ góp phần cho tương lai sáng lạn của giống nòi chúng ta. Chúng ta sẽ đủ sức để vượt qua những đoạn đường chông chênh bất trắc phía trước, và con cháu chúng ta sẽ hãnh diện về điều này. Chúng sẽ ý thức được gốc rễ của mình và có ý thức trách nhiệm nuôi dưỡng và giữ gìn cẩn thận hơn. Buổi tối chúng ta cũng có thể tổ chức một cái buổi gặp mặt tất cả những thành viên thân quen, những thành viên nào đang sống gần với mình, là anh chị em trong gia đình hay là bạn bè đều được. Mà chúng ta hãy đem hết tài năng của mình ra để mà thiết kế một cái buổi ngồi chơi với nhau thật là ấm cúng, thật là ý nghĩa. Chúng ta chỉ cần ăn uống đơn sơ vài món, rồi sau đó mọi người quây quần thành một cái vòng tròn bên bàn trà, rồi hát với nhau vài bài cho không khí thêm sinh động và ấm áp. Rồi sau đó từng người kể về những cái đối tượng ân nhân nào đã đóng góp cuộc đời mình, dù người ấy đang có mặt tại nơi đây hay là đang ở một nơi rất xa. Mỗi người được nói trong một thời gian quy định trước, để ngày hôm đó ai cũng được nói lên những cái tâm trạng biết ơn của mình. Cuộc đời sẽ màu nhiệm biết bao nhiêu nếu ai ai cũng sống trong cái năng lượng biết ơn nhau, phải không quý vị? Càng biết ơn nhau thì ta càng quý trọng nhau, và cái tôi ích kỷ của chúng ta sẽ có cơ hội tan biến. Ta sẽ bớt đi những cái thời giờ và năng lực đi tìm những cái nhu cầu thỏa mãn cho riêng tư, mà trái lại ta sẽ có nhiều cơ hội để đóng góp tài năng và đức hạnh của mình cho mọi người, cho cộng đồng mà mình đang sinh sống, hay là cho quê hương dân tộc mình. Đời sống mà có nhiều cái liên hệ sâu sắc như vậy, đó là một đời sống rất là vững vàng. Cũng như cái cây mà có nhiều rễ, và rễ nào nó cũng cắm sâu vào trong lòng đất, thì không có cái thứ phong ba bão táp nào có thể xô ngã được. Và hôm nay là ngày giỗ tổ Vua Hùng, và đây cũng là lần thứ hai thiền thân Hoa Anh Đào thực tập ngày lễ tạ ơn. Nhân cơ hội này thì chúng tôi cũng xin được nói lên lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những vị ân nhân xa gần đã không ngừng yểm trợ cho sự tồn tại và phát triển của thiền thân Hoa Anh Đào, Cherry Blossom Sangha, bằng cách này hay là cách khác. Và cũng xin thật lòng thật dạ tạ ơn những vị đã từng tạo nên những nghịch duyên giúp cho thiền thân Hoa Anh Đào có thêm chất liệu để quán chiếu, để vượt khó, để trưởng thành,
để có được tình thương lớn như ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều.